Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. Xin mời anh chị em cùng nghe tin mừng theo Thánh Mát Cô, chương 4, câu 26 tới câu 34 khi ấy truy sư nói với chân chúng rủ ngôn này truyền nước thiên chúa thì cũng tựa như truyền một người vãi hạt giống xuống đất đêm hay ngày người ấy ngủ hay thức hạt giống ấy vẫn nảy mầm và mọc lên bằng cách nào thì người ấy không biết đất tự động sinh hoa kết quả trước hết cây lúa mọc lên rồi chỗ đồng đồng và sau cùng thành bông lúa nặng chịu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt vì đã đến mùa. Rồi người lại nói, chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất. Nó là loại hạt nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi giao rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ. Cành lá sum xuê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì người giải nghĩa hết. Vâng thưa anh chị em và các bạn, chúng ta lại bắt đầu quay trở lại với các Chủ nhật mùa thường niên. Và như chúng ta đã biết trong Chủ nhật mùa thường niên năm nay thì chúng ta suy niệm các bài tin mừng theo Thánh Marco. Và như chúng ta có lẽ cũng đã biết tin mừng theo Thánh Marco là một tin mừng ngắn nhất trong tất cả các tin mừng, trong tất cả bốn tin mừng. Và trong tin mừng theo Thánh Marco chúng ta thấy không có những cái trình thuật về việc giáng sinh của Chúa mà Tin mừng Thánh Cô. bắt đầu ngay bằng việc uh, giới thiệu về Chúa Giêsu, giới thiệu về Doan Tẩy giả. Việc Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Jordan, Ngài đi vào trong sa mạc ăn chay, cầu nguyện và sau đó Ngài bắt đầu sứ vụ công khai của Ngài. Và trong sau khi kết thúc sứ vụ công khai thì ngài đã đi xuống Jerusalem trong ngày lễ vượt qua và ở tại Jerusalem thì ngài đã bị chết và đã sống lại và đã à, sống lại và ra khỏi mồ. Vâng thưa anh chị em, cái bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe ngày hôm nay trong chương 4 của Tin Mừng theo Thánh Luca và trong cái chương 4 Tin Mừng theo Thánh Matthew này thì chúng ta thấy rằng có không chỉ một dụ ngôn mà có tới bốn cái dụ ngôn khác nhau thì trong bài tin mừng mà chúng ta đã nghe ngày hôm nay thì có hai cái dụ ngôn đi liền với nhau cái dụ ngôn thứ nhất nói cho chúng ta biết đó là dụ ngôn về người gieo giống và cái dụ ngôn thứ hai đó là dụ ngôn về hạt giống hay nói cách đúng hơn đó là dụ ngôn về hạt cải trong cái dụ ngôn về người gieo giống này, trong những tin mừng khác, không chỉ Chúa còn cho chúng ta biết về những cái hạt giống. Có hạt thì được gieo bên vệ đường, có hạt thì gieo vào bụi gai, có hạt thì gieo vào trong những cái nơi sỏi đá, còn có hạt thì gieo vào vòng đất tốt. Cái hạt được gieo vào vệ đường, thì chim trời lấy ăn. Hạt gieo vào trong bụi gai, thì nó chỉ mọc lên được một thời gian và những gai nhọn à, nó sẽ bóp nghẹt nó. Hạt nơi, rơi vào nơi sỏi đá thì nó cũng mọc lên nhưng rồi nó không có đủ rễ rồi bị nắng mặt trời theo đốt. Nhưng mà cái hạt rơi vào xuống cái mảnh đất tốt thì nó mọc lên sinh 60, hạt sinh 100. Vâng thưa anh chị em, cái đủ ngôn thứ nhất để nhắc nhở cho chúng ta rằng chính truy su là người gieo giống và Chúa Giêsu là người gieo rất là quảng đại. Chúa Giêsu gieo cái hạt giống lời Chúa, hạt giống đức tin, đức cậy, đức mến vào trong tâm hồn của chúng ta. Và cái uh, dụ ngôn thứ hai thì Chúa nhắc nhở cho mỗi người chúng ta về cái dụ ngôn về hạt cải như chúng ta đã biết cái hạt cải tuy nó là một cái hạt rất là nhỏ thôi nhưng mà khi nó lớn lên thì nó trở thành một cái cây rất lớn. Để Chúa nhắc nhở cho chúng ta về sức mạnh và nguồn sống của lời Chúa. Bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ cho chúng ta một số điều. Điều thứ nhất, Chúa nhắn nhủ cho chúng ta rằng đâu là những cái loại đất ở trong tâm hồn của chúng ta. Chúa Giêsu là người giao giống, hạt giống là lời Chúa. Thì Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy chuẩn bị cái mảnh đất tâm hồn của chúng ta, mảnh đất tâm linh, mảnh đất tâm hồn của chúng ta. Chúng ta tự hỏi rằng mảnh đất của chúng ta lúc này là mảnh đất tươi tốt hay là mảnh đất sỏi đá hay là mảnh đất của bụi gai hay là một cái mảnh đất khô cứng ở bên vệ đường. Liệu chúng ta đã sẵn sàng để mà đón hạt giống lời Chúa, để cho hạt giống lời Chúa nảy mầm trong đời sống của chúng ta hay chưa? Đến thứ hai, bài tin mừng ngày hôm nay Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, đó là hãy nhận ra đâu là những hạt giống mà Chúa đã gieo vào trong tâm hồn chúng ta. Có rất nhiều những hạt giống được nước trời Chúa gieo tâm hồn cho chúng ta. Bắc ái, hoan lạc, bình an, lòng tốt, sự tự chủ, sự tự tin, uh, sức mạnh, tình yêu và niềm hy vọng. Nhưng mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ về với anh chị em hai hạt giống quan trọng trong bài tin mừng Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Cái hạt giống đầu tiên và trước hết không có gì khác, đó chính là hạt giống đức tin thưa anh chị em. Khi chúng ta được rửa tội, chúng ta được nhìn vào trong cái chết của Chúa. Chúa đã ban cho chúng ta một cái hạt giống đức tin. Và Chúa mời gọi chúng ta hãy để cho hạt giống đức tin đó nảy nở trong tâm hồn của chúng ta. Chúa phán với rằng dù niềm tin của các con chỉ có bằng một cái hạt cải thôi, nhưng các con có thể nói cái cây này đi xuống biển mà mọc, nó cũng mọc lên. Cây hạt giống của đức tin của chúng ta, dù nó nhỏ bé thôi, nhưng nó cũng có thể đủ sức để mà rời non lấp biển. Tôi còn nhớ cái câu chuyện có một cái ở một cái làng quê kia, một cái thị trấn thì đúng hơn, thì có một cái nạn trong cái thị trấn đó có một cái nạn hạn hán xảy ra rất là lâu và một ngày kia thì cha xứ mời tất cả các dân làng trong cái thị trấn đó ra cái quảng trường ở giữa thị trấn để mà cầu nguyện và một cái buổi cầu nguyện để xin Chúa ban mưa xuống trên uh, trên cái ngôi làng trên cái thị trấn đó thì tất cả mọi người đều đi ra cái khoảng trường đó để cầu nguyện nhưng có một em bé nó không chỉ đi ra quảng trường cầu nguyện nhưng mà nó còn mang theo một cái chiếc áo mưa thì tất cả mọi người rất ngạc nhiên và nói với nó rằng con ơi trời đang nắng chang chang như vậy mà con còn mang theo chiếc áo mưa này làm gì thì em bé rằng ô chẳng phải là chúng ta đi cầu nguyện xin chúa ban mưa xuống cho chúng ta hay sao vâng thưa anh chị em cầu nguyện nó cần phải đi đôi đức tin của chúng ta hay việc làm của chúng ta nó cần phải có đi thôi với đức tin của chúng ta hạt giống được gieo xuống thì chúng ta cũng cần phải có một cái đức tin mạnh mẽ và vững vàng và chắc chắn rằng cái hạt giống đó đã sẽ nảy nở trong đời sống của chúng ta. Điểm thứ hai, tôi thiết nghĩ chúng mời gọi mỗi người chúng ta hay nói đúng hơn là cái hạt giống thứ hai chúng muốn nhắc nhở cho chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay đó là cái hạt giống về sự kiên nhẫn. Vâng thưa anh chị em, không ai trong chúng ta khi mà gieo hạt giống xuống rồi chúng ta được vài ngày, chúng ta lại đào nó lên, để chúng ta nhấc nó lên, để chúng ta xem nó. Thì khi mà chúng ta cứ tiếp tục làm như vậy thì cái hạt giống đó nó sẽ không thể nào mà có thể uh, nảy mầm được. Để cho hạt giống nó có thể nảy mầm được thì chúng ta cần phải để cho hạt giống đó nó chết đi, nó thối đi, nó chôn vùi vào trong cái lòng đất. Và khi nó chết đi, nó thối đi cho chôn vùi vào trong lòng đất thì nó mới có thể nảy sinh được bông trái được. trong đời sống xã hội ngày hôm nay chúng ta đang sống giữa một cái xã hội rất là văn minh hiện đại, cái gì cũng nhanh, cái gì cũng gọn. chúng ta nào có cà phê uh, instant coffee hay là mì ăn liền và chúng ta có rất nhiều những cái điều có thể giúp cho chúng ta những cái phương tiện thông tin có thể giúp cho chúng ta làm những cái công việc rất nhanh. Thế nhưng thưa anh chị em, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay. Đó là chúng ta cũng cần phải biết kiên nhẫn đợi chờ. Kiên nhẫn đợi chờ, đó là cái chìa khóa trong đời sống của chúng ta. Để chúng ta có thể kiên nhẫn đợi chờ, trước hết chúng ta cũng phải nhận ra rằng chính Thiên Chúa của chúng ta là một thiên chúa đầy lòng từ bi nhân hậu và ngài luôn luôn kiên nhẫn đợi chờ của chúng ta. Giống như trong dụ ngôn người cha nhân hậu, chúng ta thấy người con đã đòi phần của mình để mà ra đi, nhưng người cha vẫn kiên nhẫn chờ đợi người con của mình trở về với chúa. Hay trong cái dụ ngôn về người làm vườn, chúng ta đã thấy một ông chủ đi ra ngoài vườn thấy một cái cây nó không có sinh hoạt kết trả ông chủ nói với người làm vườn anh hãy chặt nó đi để làm gì cho nó tốn đất thì người làm vườn nói xin ông hãy để cho nó thêm một năm nữa để tôi chăm bón cho nó và nếu như nó không là trái thì chúng ta hãy chặt nó đi chúa là đấng luôn luôn kiên nhẫn với chúng ta chờ đợi chúng ta vì vậy cho nên người gọi mỗi người chúng ta cũng phải biết kiên nhẫn chờ đợi nhau và làm những cái công việc dù là nhỏ bé, khiêm nhường để có thể xây được một ngôi nhà. Trước hết chúng ta phải chuẩn bị từng cái viên đá, viên gạch. Một cái ngôi nhà càng lớn bao nhiêu thì cần phải sử dụng nhiều cái viên đá, viên gạch chuẩn bị thời gian dài bấy nhiêu. Để có thể viết được một cái cuốn sách thì chúng ta phải bắt đầu từng trang, mà thậm chí chúng ta có phải bắt đầu từng chữ một. Để có thể bắt đầu một cái cuộc hành trình thì chúng ta phải bằng đi những cái bước đi đầu tiên. Có khi đó là những cái bước đi của sự vật ngã. Để có thể bắt đầu cái hành trình thiêng liêng, để có thể để cho lời Chúa phát triển đổ sinh hoa trái trong cuộc đời của chúng ta. Thì chúng ta cũng phải bắt đầu bằng việc lắng nghe lời Chúa. Để khi chia sẻ đến đây... Làm tôi nhớ đến một cái câu chuyện về một cái ông thầy dòng. Ngày xưa, trước uh, thời đại như chúng ta, thì uh, người ta vẫn còn phải khâu vá, dùng những cái chiếc kim để người ta khâu vá. Thì thầy này có một cái nhiệm vụ là uh, khâu vá may quần áo cho anh em trong nhà dòng. Và trước khi thầy qua đời, thì thầy nói với những uh, thầy khác trong nhà dòng là hãy... Uh, xin các anh hãy mang lại cho em một cái chiếc chìa khóa nước trời. Thì mọi người rất là ngạc nhiên, không biết là cái chìa khóa nước trời đó là cái gì. Và cuối cùng thì một thầy mới nghĩ ra và mang lại cho thầy đó cái chiếc kim. Chính cái chiếc kim đó đã khâu vá biết bao như những cái bộ quần áo cho các anh em trong nhà giáo. Khi nhận được chiếc kim đó, thầy đó cầm vào trong nắm tay của mình và nói rằng, đây là chiếc kim, đây là chiếc chìa khóa mà sẽ mở cửa nước trời cho em được vào của Chúa. Vâng thưa anh chị em, sự kiên nhẫn, sự chờ đợi và bắt đầu hành động từ những cái việc nhỏ bé trong cuộc đời là những cái chìa khóa, là hạt giống mà Chúa đã gieo vào trong lòng cuộc đời, trong đời của chúng ta. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy để cho hạt giống đức tin nảy nở và trổ sinh hoa trái trong cuộc đời. Và xin mỗi người chúng ta hãy biết kiên nhẫn với nhau kiên nhẫn với chính bản thân của mình và cầu xin Chúa bàn muôn ân hậu sủng của Chúa tuôn đồ hồng ân của Chúa trên chúng ta để hạt giống đức tin và hạt giống nước trời trở sinh trong tâm hồn của chúng ta. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương nhìn đến hội thánh Chúa là đoàn chiên của Chúa, xin ban cho hội thánh sự yêu thương hiệp nhất để làm chúng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ, hận thù và bóng đêm của đại dịch. Lạy Chúa, xin cho hội thánh Chúa không ngừng lớn lên như hạt lúa gieo vào lòng đất. Xin đừng để cho những khó khăn làm cho chúng con chuồn bước, lo sợ. Đừng để cho những dễ dãi, những chiến thắng làm cho chúng con ngủ quên. Ước gì hồi thánh trở nên men được vùi sâu trong lọ khối bột loài người, để bột được dậy lên và trở nên những tấm bánh. Ước gì hồi thánh thành cây nho dợp bóng để chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ xin cho hội thánh trở nên bàn tiệc của mọi dân nước nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do cuối cùng xin chúa cho chúng con biết xây dựng một hội thánh tuyệt vời một hội thánh của sự bác ái khiêm nhường nhỏ bé hội thánh của sự tin yêu và chấp nhận những cỏ lùng trong hội thánh ước gì hội thánh ước gì khi thấy hội thánh ở trần gian con người nhận ra nước trời đã ở gần bên họ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em và xin Chúa ban cho anh chị em một tuần mới đầy tràn ân sủng và bình an của Chúa. Amen.